Nhà tài trợ Hoa hậu Hòa bình quốc tế chấm dứt hợp đồng, khởi kiện ông Nawaz. Hong Kong Lottery Office, nhà tài trợ chính của Miss Grand International, thông báo chấm dứt hợp đồng và chuẩn bị khởi kiện ông Nawaz. Trang TNVKS đưa tin giám đốc điều hành công ty xổ số trực tuyến tại Thái Lan Hong Kong Lottery Office, đồng thời là nhà tài trợ chính của Miss Grand International, Milizi, Hoa hậu Hòa bình quốc tế, đã chính thức chấm dứt hợp đồng và nộp đơn kiện ông Nawaz Isarizizo về hành vi đăng tải thông tin sai lệch tại Sở Cảnh sát Phrakhanong. Ngoài ra, ít nhất 10 người bình luận sai lệch, phỉ báng cũng có liên quan đến vụ việc. Vụ việc bắt nguồn do ông Nawaz Isarizizo đăng thông tin sai lệch vào ngày 16 tháng 10 về việc công khai thông tin khách hàng, vi phạm điều lệ bảo vệ thông tin khách hàng của công ty Hong Kong Lottery Office. Phía ông Nawaz đơn phương bóp méo tin tức, gây mất uy tín và thiệt hại hàng triệu bạt cho công ty Hong Kong Lottery Office. Cụ thể, ngày 16 tháng 10 năm 2022, ông Nawaz đã có bài đăng trên Facebook cá nhân của mình với nội dung: khi trao tiền cho người trúng giải nhất xổ số, bạn xin xem vé số trúng giải nhưng họ không cho phép, có nên đi chụp hình lúc trao tiền để PR không? Xin ý kiến từ fan club. Ông Chitaba Thanasafricha, giám đốc công ty Hong Kong Lottery Office, chia sẻ rằng đối tác kinh doanh cần phải tôn trọng lẫn nhau. Nếu có bất cứ điều gì không hiểu, phải thảo luận thay vì đăng bài lên mạng xã hội. Ngoài ra, ông sẽ không chấp nhận lời xin lỗi từ ông Nawaz và nhấn mạnh chỉ tiền mới có thể giải quyết vấn đề. Sau đêm thi chung kết Miss Grand International 2022 tại Indonesia, scandal xoay quanh chủ tịch Nawaz Isarizizo cùng cuộc thi Miss Grand International xuất hiện dồn dập. Ông đang đối diện nhiều luồng dư luận trái chiều, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín cuộc thi. Cụ thể, sau cuộc thi, ông Nawaz Isarizizo cho biết lý do đại diện Việt Nam Thiên Ân không có mặt trong top 10 vì có phần hình thể không cân đối, lưng dài, không to, không đáp ứng được tiêu chí hình thể của cuộc thi. Tối ngày 30 tháng 10, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022 công bố Hoa hậu Philippines Roberta Angela Tamendong thay thế Hoa hậu Mauritius Zuvarinista là Á hậu năm nhưng không nêu lý do lựa chọn. Sau cuộc thi, trang Instagram của cuộc thi đã tụt hơn 2 triệu người theo dõi. Ngoài ra, khán giả còn bức xúc khi đêm thi chung kết trở thành nơi để ông Nawaz khiêu khích chiến tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ khi để dòng chữ MU trên quả địa cầu bị chữ Milizi, Hoa hậu Hòa bình quốc tế, đánh bật ra, ảo hảo, theo TNVKS.